Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 3 tháng 6, tại thị trấn Mừng Lát, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Hà Văn Ca, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Thao Thị Dua, viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mừng Lát đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mừng Lát trước kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri và nhân dân huyện Mừng Lát dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 và giải pháp nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Mừng Lát gửi tới kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri huyện Mừng Lát bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2024, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm sát sao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu quan trọng. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Mường Lát cũng đề nghị đầu tư xây dựng khu tái định cư để di dãn dân bản lát xã Tam Trung, đầu tư làm mới tuyến đường từ dốc nháp bản ón xã Tam Trung đi bản sài khao xã Mường Lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho các bản Trung Thắng, Sa Lung, xã Mường Lý, đã có chủ trương từ năm 2019. Đề nghị tỉnh Thanh Hóa làm việc với tỉnh Sơn La để có hướng khắc phục và cấp đất cho 38 công dân bản ún để ổn định có đất sản xuất, canh tác lâu dài. Đánh giá lại dự án 147 trồng cây xoan từ năm 2012 đến nay không có hiệu quả để chuyển đổi cây trồng khác phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Có chính sách cơ chế đặc thù cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức công tác tại xã Mường Lý để đảm bảo ổn định cuộc sống. Đầu tư xây dựng cầu nối bản Co Cải xã Trung Lý sang bản Tài Tránh xã Mường Lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp có nguồn gốc đất của lâm trường Mường Lát, nay là Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Lát và chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở cho các hộ gia đình ở thị trấn Mường Lát đã xây dựng nhà. để nhanh tiến độ nâng cấp cửa khẩu quốc gia Tén Tần lên cửa khẩu quốc tế Tén Tần theo quyết định số 1201 ngày 14 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam Lào thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 nâng cấp đường tỉnh lộ 521E bạn từ ngã ba cửa khẩu Tén Tần lên cột mốc 294, trạm cửa khẩu phụ Bản Bó, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Bên cạnh đó, cử tri xã Nhi Sơn đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng tiền làm nhà cho hộ nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xem xét khắc phục trung tâm văn hóa xã Nhi Sơn đã bị hư hỏng do ảnh hưởng thiên tai năm 2019. Tại buổi tiếp xúc, Đồng chí Trịnh Văn Thế, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát đã phát biểu giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề cử tri huyện Mường Lát quan tâm. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết